Hôm nay mình sẽ làm 63 BRT cho con Winner V3 X V3 mới nha. Mình sẽ set up đồ như thế nào? Theo mình á thì mình thấy cái lòng 63 hoặc là làm cấu hình 63 là khai thác tuyệt đối trực đỡ trên cái hở máy zin, là đầu zin này thì nó cái CC nó cao hơn một tí, và mình cũng khai thác trực đỡ được cái phần đầu của cái đầu zin, cái đầu bò zin của Winner nha. Còn anh em lên 65 thì chắc chắn phải chơi cái đầu bò lớn rồi. Đó thì mình sẽ 63 mình sẽ khai thác trực đỡ trên cái đầu bò của cái đầu zin, cái đầu bò của anh em thì chi phí nó sẽ thấp hơn nhưng mà cũng rất là ngon lành và rất là mạnh nha. Thì mình vẫn ưa thích làm 63, thay vì anh em mấy anh em cứ hỏi là 62 với 63 nên chọn cái nào, thì mình luôn tư vấn cho anh em là lên 63 luôn. Nếu anh em nào thích 62 cho 62, 63 thì chơi 63. Ok, nhưng mà mình vẫn thích là ưu tiên là 63 ngon hơn nha anh em. Mà 63 có đồ của BRT phải nói là cực kỳ ok. Mình sẽ đi sâu vào cái vấn đề là 63 nó sẽ như thế nào. Mình sẽ đi từ cái bụng dên lên trước ha. Thì đây là cái dên zin mình có thay tay Uma và cân lại theo bài là 63. Đây. Thì trái bê tông lớn hơn anh em thấy ở trong ở sâu đây nó có một cái phần đố chì này, nó nặng hơn đó cho cây dơn nó nảy hơn anh em. Cầm trên tay thì cực kỳ là nặng và đầm mà chắc nha. Đó thì tay Uma thì những cái bài lớn thì chắc chắn luôn mình sẽ ưu tiên làm tay Uma hết, mình không có làm một cái tay nào thương hiệu khác nha anh em. Tay Uma thôi, mãi là tay Uma thôi, hoặc là Edmi Toyo tay CNC phải nói là cực kỳ chất lượng luôn. Mình làm những cái con 65 mình cũng thay tay như thế này mà chạy hoài luôn, nó không có vấn đề, không ré, không hư, không gãy, đóng hết ghe hết số các cái kiểu nhưng nó vẫn không hư. Rồi thì cái phần máng nhớt này kia đồ thì mình có xử lý lại khá là đẹp mắt nha. Rồi thì phần dơn là cực kỳ quan trọng luôn, phần đối chậm của cái dơn là phần tạ này, phần tạ mình sẽ thay cao su và bạc đạn máy mình cũng sẽ tiếp tục xài SKF nha. Cái xe này ô đô cực kỳ thấp luôn, ô đô cực kỳ thấp luôn nhưng mình vẫn bỏ xài SKF nha. Tông này á là mình sẽ mua trái đầu cao về mình sẽ móc mắt và xử lý nén đó, thì tùy theo nhu cầu của anh em, muốn lực sốc ga là lên là thì mình phải đi nén nó căng lên một xí nha đó, nhưng mà đảm bảo trong khoảng là khoảng tầm 13 mình thấy nén 13 là quá là ok, nếu mà căng quá thì thực sự nó không bền nhưng mà được cái nó mạnh đấy. Thì trái 63 móc mắt sẵn và đỡ một cái gù cao như thế này nè, đỡ tiện cho công việc là canh nén và đo nén. Rồi thì lên trái bê tông rồi đến cái đầu đó, đây lòng trái bê tông thì có lòng thì mình cũng mua lòng BRT rồi, có xử lý lại cái phần G này anh em, đó xử lý những phần cơ bản thôi, xử lý phần cơ bản lòng này thì mình nói thật sự là quá là ngon. Mình làm rất là nhiều xe 63 mình thấy là cái lòng này cực kỳ ngon luôn, nó không có hao nhớt nha anh em. Thật sự là đã chơi tới cái bài lớn thì nó hao nhớt rất là nhiều nhưng mà mình thấy cái 63 này nó hao nhớt ít nhất trong những cái lòng nha. Rồi cái phần đầu, rồi đến phần đầu đi, phần đầu thì mình có thay số bắp lớn nha anh em, ICS, mình chơi ICS tại vì chủ xe này là có yêu cầu là cái hố hình cao nhất có thể thì mình sẽ thay ICS hoặc là tơ eo cũng được đấy. 4 cao su bắp ICS, số bắp lớn nha, 20-23 đó. Còn cái phần nạp xẻ thì anh em biết rồi, mình bên mình móc nạp xẻ phải nói là cực kỳ đẹp và ngon lành nha, tối ưu nhất có thể. Hàng lại và xử lý đường nước theo cái ron đầu, mình vẫn ưu tiên là thích xài cái lò xo đầu của BRT nha, cực kỳ ok luôn, nó mềm dẻo nó nhẹ, nói chung là lò xo đầu nó nhẹ như thế này thì máy rất là lanh đó. Thì cái này mình giới thiệu rất nhiều rồi. Thì cam thì mình sẽ chọn mẫu là T4 cho cái cấu hình này, nó nói là nó vừa sức, còn lớn quá thì chạy nó rất là đì cái máy nha anh em. Đấy T4 mà mình có vô sẵn bánh tăng chỉnh, mình có vô sẵn bánh tăng chỉnh này kia đỡ quay góc là cho nó tốt nhất có thể và mình điều chỉnh cho nó đẹp, góc cam đẹp nhất có thể nha. Còn cái bánh zin thì nó cũng đúng khoảng cỡ 90%, hơn 90% nha. Còn cái này thì mình sẽ điều chỉnh theo ý mình nó tốt hơn. Rồi kim, cái kim 200cc của BRT luôn, kim này nó rất là tốt, nó không có chết vặt. Còn những cái kim khác thì hãng khác thì mình thấy nó không an toàn mấy nên mình thích xài BRT. Rồi thì họng xăng cũng là một phần rất quan trọng, 36 nha anh em, cái cấu hình này phải đi từ 36 trở lên, ít nhất phải 36. Cái phần máy thì mình đang rửa nha nè, đang rửa đấy, phần máy thì đang rửa. Rồi thì tiến hành mình sẽ ráp máy canh chỉnh này kia, có gì nổ máy mình sẽ quay tiếp cho anh em xem nha. Rồi chào các anh em. Ốp 63 BRT thì mình làm xong rồi nha, có lên cái eco rất leo nữa, V Pro đó. Thì 63 mình có làm clip làm full máy, thì clip này mình sẽ up bên TikTok, còn mà cái quá trình mình giới thiệu mình sẽ làm bên YouTube nha anh em. Anh em nào muốn coi chi tiết rõ hơn thì phần máy nha, phần ráp máy anh em cứ qua con TikTok của mình xem. Rồi lên một cái két nước lớn nữa, rồi tờ đơ két này là két căm nha,
két này rất là lớn luôn, chứa rất là nhiều nước, một chai nước không đủ nha, cộng đường ống nữa là hơn một chai. Đấy thì đảm bảo là mát rượi luôn, anh em đi chơi thoải mái luôn, không có sợ bị quá nhiệt. Đấy thì 63 mình làm nhẹ nhàng cho chủ xe này, có yêu cầu là đi cái tăng cái tọt cao và cái đờ ba, quan trọng là chạy phố, chạy mượt ở những dãy ga đầu thì mình sẽ đi cam tương đối là nhỏ. Còn mà anh em muốn đi sâu hơn đi cam lớn nha, đi cam lớn một bờ tơ có rất nhiều mẫu cam, hoặc là nếu mà muốn chơi cam lò thì cũng dữ lắm là nha. Rồi thì đó thì phần máy mình build từ trong ra eco hồng xanh. Đây có lên hồng xanh nha, hồng xanh 36, và lọc trụ thì của chủ xe có sẵn, còn bô thì chủ xe tự xử lý ở móc, cũng chung khá là ok, giữ lại được. Rồi quá là ngon lành luôn. Rồi những anh em nào mà đang muốn up nâng cấp động cơ 180cc là 63, 165cc là 60.3 thì mình đã làm 3 đời rồi nha. V1 có này, Sonic có này, rồi hiện tại đây là V3. Đó là mình làm 63 cũng khá là nhiều. Nói chung là chiếc gần đây nhất mình làm là chiếc Sonic nha. Quýnh ra khoảng 27, hơn 27 HP, nói chung chạy rất là lực luôn. Rồi thì những cái bài độ đơn giản như thế này, nhẹ nhẹ nâng cấp dạng là tầm trung đó, anh em nếu cần thì cứ alo cho mình nha, mình sẽ báo giá và xem tình hình và trong khoảng bao nhiêu tiền, sau đó thì anh em cứ liên hệ cho mình nha. Rồi chào tất cả anh em.